Đây cả nhà ơi, hôm nay em về được hơn chục máy nha. Trời ơi, phải giành giật lắm mới được cả nhà. Nè, điện thoại của Nhật nha. Nè, Ubano của Nhật. Kính sapphire. Ok không? Đó, đồng hồ có kính sapphire, điện thoại cũng có kính sapphire nữa. À, không một vết xước, vết chày. Nói chung là tổng thể hơn 90 nha. Đây là những máy mà em sẽ giao cho ngày mai. Còn cái máy này thì nó có chày có xước thì em sẽ lấy làm mẫu. Đây, một cái máy thì nói chung là mình không cần hoàn hảo đâu, chủ yếu cái chất lượng bên trong đó nha. Ở ngoài có chày có xíu hoặc thì cả nhà cũng thông cảm giúp em nha. Tại hàng này của Nhật nó nguyên rin vậy. Đó, chưa qua xào chẻ gì hết. Ngon, bổ, rẻ, chơi được game. Đây, màn hình của nó nè cả nhà. Cực nét luôn đó, đã không đó. HD màn 5 inch, đây chip của nó, đây Snapdragon 435 ha, chip 435 đây cả nhà, 435 8 nhân đó, tiết kiệm pin nữa nên rất là trâu, pin trâu đó. Đó, có quảng cáo đây đó, 5 inch HD, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Đó. Android 6 nha. Tuy là Android 6 nhưng mà chơi được Free Fire, Liên Quân, Zalo, TikTok rồi này kia rồi thoải mái ha. Đó. Đây, mở TikTok lên nè. Đây, cài được TikTok luôn nha cả nhà. Đó. Nhà không? TikTok luôn. Thì cái đồng hồ điện thoại này nó sẽ có một ha, một hai ba sáu nút bấm ha. Cái nút này là trở về nè, home nè, ở chính giữa gì đó, về giữa màn hình nè, còn cái này đa nhiệm nè, nút nguồn, còn cái này chụp màn hình, âm lượng trên âm lượng xuống ha, còn gắn sim thì mình về mình mở ra đó. Con này giá có mấy trăm ngàn thôi mà ngon, bổ, rẻ. Gắn sim vô nghe rồi, cái màu đỏ mình kéo ra mình nhét sim vô ha. Đó, có camera, có led luôn. Đây mở camera thử ha. Đây camera nè. Đó. Ví dụ cái đồng hồ em nè. Đó, ở nhà ha. Cũng rất là ok ha. Camera trước, camera sau. Pin trâu, nghe gọi này kia đồ thoải mái ha, cài được rất là nhiều phần mềm được luôn đó, có CH Play tải, em đã Việt hóa được 70% ha, nè cả nhà thấy không, có tiếng Việt ha. Thì con này về lúc đầu nó chỉ có tiếng Anh và tiếng Nhật thôi, thì em sẽ tiến hành cài nó đó. Mình vô trình duyệt thì mình tải UC đồ rồi, vô YouTube hoặc UC, coi YouTube không quảng cáo rồi đó, có gì không biết thì cứ alo em thì em sẽ kèm theo cho cái sợi cáp mới nha. Đó, giá là 780 bao ship, bảo hành đầy đủ, cài tiếng Việt đồ đầy đủ đó. Con này là con mẫu để em lấy em quay thôi thì nó sẽ có chày, còn mấy con mà em giao cho cả nhà là đẹp nha. Đó, màn hình nè cả nhà, nét không, nét đẹp luôn á, hơn mấy con bây giờ mà màn nó tối 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 thì sao. Wi-Fi rồi bắt cũng xa lắm nha, nghe gọi rồi em mời cả nhà ha.